Huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh 9 tháng của năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện Nghi Xuân thành lập mới được 10 mô hình kinh tế, một tổ hợp tác, 26 doanh nghiệp. Các địa phương đã nhận 543 tấn xi măng và triển khai thực hiện hơn 4 km đường bê tông, xây gần 1 km rãnh thoát nước, 1 km canh mương nội đồng, đầu tư nâng cấp 20 km đường thảm nhựa, Nhân dân các địa phương hiến hơn 7.400 m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Nhóm xã phân đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đã có sự tập trung chỉ đạo, thể hiện rõ quyết tâm đạt chuẩn theo kế hoạch. Thời gian tới, huyện Nghi Xuân tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào trong nhân dân, tổ chức các đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả ngày thứ Bảy xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trước mùa mưa bão tăng số lượng chất lượng và quy mô sản xuất các sản phẩm ô cốp